Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cái thằng kết co vào ví MetaMask nha. Trong video lần trước thì mình đã đăng tải video đó là hướng dẫn khai thác cái thằng kết co nha các bạn. Và có rất nhiều bạn đã bị vướng mắc ở cái chỗ là thêm cái thằng kết co vào ví MetaMask như thế nào. Nhiều bạn đã làm không được nha, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn nha. Và các bạn nào mà chưa đăng ký thì mình sẽ để cái đường link mà hướng dẫn đăng ký tham gia khai thác cái thằng kết co này để mà các bạn có thể tham khảo để mà đăng ký tài khoản như thế nào nha. Và mình sẽ không hướng dẫn đăng ký lại nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào ví MetaMask để mà hướng dẫn các bạn luôn nha. Các bạn đăng nhập vào ví MetaMask nha. Rồi khi mà các bạn đăng nhập vào ví MetaMask á, thì nó hiện ra giao diện bất kỳ một cái mạng nào, thì trước tiên á, các bạn phải chọn cái mạng co nha. Các bạn phải chọn đúng mạng co các bạn mới thêm vào cái thằng kết co được nha các bạn. Để mà chọn đổi mạng á, các bạn bấm ở trên đây nè. Đấy, ngay chỗ này nha. Các bạn bấm vào thì nó sẽ sổ xuống cho chúng ta rất nhiều mạng nha. Và ở đây là mình đã thêm cái mạng co rồi nè các bạn, đây mình đã thêm cái mạng co thì nó sẽ hiện ra như thế này, và mình đã thêm cái thằng kết co vào thành công rồi các bạn nè. Còn nếu mà bạn nào chưa có biết thêm cái thằng co như thế nào á, thì các bạn cũng bấm vào phía trên đây nha. Đấy, các bạn bấm vào thì nó ở đây có chữ thêm mạng nè, các bạn bấm vào thêm mạng nha. Rồi ở đây thì nó có mạng tùy chỉnh nè các bạn nè, các bạn bấm vào mạng tùy chỉnh nha. Rồi và bây giờ các bạn sẽ nhập toàn bộ thông tin. Và cái thông tin này thì các bạn nhập giống như màn hình. Và các bạn bấm vào ở dưới phần bình luận á, mình có để cái thông tin để các bạn có thể thêm cái mạng co DAO nha. Đây là cái mạng co DAO, còn cái kia là cái token kết co thôi nha các bạn. Cái mạng co DAO nha. Thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận tất cả những thông tin này. Các bạn copy, các bạn dán vào hoặc là các bạn nhập tay tất cả giống như trong hình nha. Rồi các bạn bấm vào nút thêm là nó sẽ hiện ra cái mạng mà cái mạng co chain nha các bạn. Đấy. Rồi khi mà các bạn thêm cái thằng co chain này thành công á, rồi bây giờ chúng ta mới thêm cái thằng token kết co trên cái mạng co chain này nha các bạn. Cho nên các bạn chỗ này nó hơi rắc rối một xíu nha. Rồi và bây giờ sau khi các bạn thêm cái thằng co chain thành công nè, rồi ở đây có thì chúng ta sẽ tiến hành thêm cái thằng kết co nha. Và ở đây có cái chữ nhập token nè. Đấy, các bạn nhập token nha. Đấy, rồi bây giờ các bạn địa chỉ token nè. Thì các bạn quay trở lại cái app kết co nha các bạn. Rồi sau khi mà đăng nhập vào cái app Getco, các bạn kéo xuống dưới nè. Nó có ngay cái chỗ mà concept nè các bạn nè. Đây, cái là will on core scan nè, các bạn copy nha. Đây nè, các bạn copy chỗ này, copy nè. Rồi, sau đó các bạn quay trở lại cái thằng ví MetaMask để các bạn thêm cái thằng tốt. Rồi các bạn dán vào đây nè. Đấy, các bạn dán cái thằng cái mã concept mà các bạn vừa copy vào đây, rồi các bạn điền ở đây. Đấy, rồi khi các bạn copy xong á, các bạn điền giống như là như vậy nè các bạn nè, nó sẽ tự động luôn. Nếu mà các bạn copy đúng á thì nó sẽ tự động ở dưới, các bạn không còn điền luôn, nó tự động điền luôn nha các bạn. Đấy, như vậy là xong rồi các bạn bấm vào nút nhập nè là xong. Còn mình thì mình đã thêm rồi cho nên mình không thêm nữa nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào nút nhập thì nó sẽ hiện ra cái thằng kết co bên ngoài nè các bạn nè. Đây, kết co nó hiện ra bên ngoài vậy là thành công nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã thêm cái thằng kết co vào mạng co DAO thành công nha. Và các bạn nhớ xem kỹ video nha. Và tất cả mọi thông tin mình để bên dưới phần bình luận nha. Các bạn có thể bấm vào để mà lấy tất cả thông tin để mà thêm vào ví MetaMask nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.